đội thua cuộc thì các bạn cũng đừng buồn, bởi vì chúng ta cũng có một cái món ăn khá là dân dã nhưng mà rất là đặc trưng ở nơi đây, cũng có thể gọi là đặc sản, đó là món bánh hỏi. Ghế xong màu e rít. Có gì đâu. Lòng heo không bằng lòng người, em thấy rít bị ấy quá. Không hỗ trợ em. Em mà khác đội còn hỗ trợ nữa. Nhớ qua tập trước nha. Qua bên kia luôn heo. Dạ. Tại mấy món này ăn không được. Cá cầu của nó ăn được đâu. Đúng rồi. Trời ơi, không sao đâu, vui vẻ. Không cho Hiếu chứ đi, mình phải nhường cho Hiếu trước. Hiếu là địa thấy nãy giờ rồi. Nè, cái đuôi nó hơi dài nha. Đó. À. 10, 11 phần. Hiếu giỏi là Hiếu kìa. Anh hả? Anh Tuấn ăn, anh Tuấn ăn hết hả? Anh Tuấn ăn hết. Em Hiếu 12 phần. Trách nhiệm là em á hả? Đúng rồi. 12 phần. Trời ơi, sao tự nhiên đẩy trách nhiệm em mua món này vậy? Trời ơi, ngáo quá, lần đầu tiên em ăn miếng mỡ bự vậy luôn á. Nạt lên, nạt lên, nạt lên. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng hôi hay mưa dầm, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Lại là thịnh soạn đúng hai cục gạch vậy, cá bò hòm á. Còn gì cái á? Cá bò hòm, cá bò hòm hoặc là cá nóc hòm. Rồi bây giờ tôi xin giới thiệu thực đơn của các bạn bữa tối nay như sau ha. Dạ. Đối với đội thắng, các bạn có menu ăn ngon như sau. Gỏi cá rích và bánh tráng nướng. Wow. Chúng ta có một cái lẩu đặc trưng ở đây, đó là lẩu thả Phan Thiết. Wow. Đây. Chúng ta có món cá bò hòm nướng mọi. Wow. Và đặc biệt là có món cá mú đỏ hấp xì dầu. Đối với đội thua cuộc thì các bạn cũng đừng buồn, bởi vì chúng ta cũng có một cái món ăn khá là dân dã nhưng mà rất là đặc trưng ở nơi đây, cũng có thể gọi là đặc sản, đó là món bánh hỏi. Ghế xong màu e rít. Có gì đâu. Cái này là nó phải có lòng heo nữa. Bình lòng heo thì, bình thường thì sẽ có lòng heo. Thịt heo quay. Hoặc thịt. Lòng heo không bằng lòng người, em thấy rít bị ấy quá. Không hỗ trợ em. Em mà khác đội còn hỗ trợ nữa. Nhớ qua tập trước nha. Qua bên kia luôn heo. Dạ. Tại mấy món này ăn không được. Cá cầu của nó ăn được đâu. Đúng rồi. Ăn được. Nào bây giờ xin mời các bạn dùng bữa đi ạ. Dạ. Ôi em đã thắng rồi. Cho nên là em sẽ ăn chung với gia đình mình hả? Ủa Lâm, Hiếu. Đây em chỉ là Hiếu thứ hai. Ôi. Member Hiếu thứ hai. Nhìn tụi anh thật đô. Đúng rồi, anh đô vậy. Anh dâu dài đúng luôn, dài Hiếu thứ hai. Rồi em miếng không à. Dạ sao anh? Dần dần em xấu quá, đi ra ngoài kia không sao anh nằm trong cái đội anh được. Ủa anh ơi, nó không ăn thì nó cho cái phần ăn em chứ anh mắc cười vậy. Không, không em ơi. Em đi ra ngoài kia đi, em ăn vô là trúng thật đó. anh cái bao tử em của nó không hợp với tôi. Cái áo này giống như nó mặc không giống. Được. Về dựng chèn mặt Hiếu thứ hai được mà. Chèn được không? Dựng ơi, dựng mặt anh Hiếu thứ hai nha. Dựng mặt anh Hiếu thứ hai nha. Im lặng. Lê Vũ Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Cảm xúc của anh không được. Cười lắm. Trời ơi. Cái mặt bự quá, cái em không có dựa. Vậy hả? Không dựa. Mà lúc mà ngồi gần Hiếu anh cảm thấy bị ngon á, kiểu ăn à. Hiếu ơi. Ngồi gần em anh bỏ đũa. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Ladies and gentlemen. Yes. This is Nhong. Wow. Nhong. It's a con a chu chu cat. Wow. Không, cái con này nó sạch lắm á. Tại vì con này nó ở dưới cát không à. À, vậy trong khi anh kể câu chuyện thì em xin mạn phép rót bia mời đúng em. Vậy. Còn bây giờ là người ta nuôi hết rồi. À, ủa vậy hả? Tại vì cái hàng mà hàng thiên nhiên nó cũng ít rồi. Không phải là bắt cực nữa. Ở đây người ta nuôi để người ta làm
thực phẩm đó. Cái này là nước ớt á. Hiếu, Hiếu ăn miếng Hiếu, Hiếu thử cho biết. Hồi xưa lúc anh nhớ lúc anh còn nhỏ là anh ở ngoài Quảng Nam là ba anh hay mua con này về biết làm gì không? Bầm 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 xào xả xuống bánh đa. Có nhiều bữa ăn trúng cái lưỡi câu luôn. Tại vì hồi xưa là người ta câu về người ta bán. Ăn trúng lưỡi câu luôn hả? Thiệt mà. Ghê vậy. Thiệt. Đây đặc sản quán em á. Trời ơi. Đây ngon nghe ha. Trời ơi, không sao đâu, vui vẻ. Không cho Hiếu chứ đi, mình phải nhường cho Hiếu trước. Hiếu là địa thấy nãy giờ rồi. Nè cái đuôi nó hơi dài nha. Đó. Không, tại vì mọi người biết sao, tại vì không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận món ăn vùng miền được. Bởi vì những món vùng miền á, đôi khi với người địa phương nó là một đặc sản, nhưng mà đối với người lạ nó là một điều gì đó họ cũng e dè. Ừ. Cho nên là có thể các bạn đi ra ngoài Tây Bắc, các bạn dám ăn bìa không? Dạ, không, không. Đúng không? Nhưng mà đối với người dân Tây Bắc, bìa là đặc sản, là một cái điều quý hiếm. Cho nên là cái việc mà các bạn không phải người địa phương mà các bạn ngại là chuyện bình thường thôi. Dạ, ngại không ra? Không, em ngại lắm, em còn nhỏ. Không sao đâu. Ngon mà Hiếu, ăn đi. Sao có miếng da không vậy anh, không có thịt vậy? Cái đó là da của cô chủ quán. Con béo mày. Mà dạ em, cái miếng da tai của anh hả? Không, thịt đó, thịt đó, thịt đó, thịt đó. Đúng lộn. Ông, đang lồn kem trộn. Nãy mà hôm qua em đang biên da. Xong bây giờ miếng da cắt ra, ráng ăn đi vui vẻ. Ngon cô. Ok. Ngon cô chủ. Ngon thôi. Chủ sao? Ê, vậy Hiếu thứ hai viết nha. Trời ơi, em đâu có biết ăn mỡ. Ủa? Mỡ nhiều quá em ăn không được. Trời ơi. Mỡ thì là ngày của đít rồi. 25 cái đi em. Trời ơi, em để lại cái cục nào mỡ nhiều nhất cho Hiếu đi. Đúng vậy. Trời ơi. Hiếu. Ôi, em không biết ăn mỡ. Vậy em đợi đáng, em phải cứu. Ê, Hiếu, em một lạng hết nha. Hiếu. Hiếu được rồi. Hiếu, cố lên Hiếu. Em làm được Hiếu. Hiếu, cố lên. Được rồi. Đó. Hiếu. Hiếu được nha, Hiếu giỏi anh lắm. Hiếu giỏi. 11 phần, Hiếu giỏi là Hiếu kìa. Anh hả? Anh Tuấn ăn hết hả? Anh Tuấn ăn hết, em Hiếu. 12 phần. Trách nhiệm là em á hả? Đúng rồi. 12 phần. Trời ơi, sao tự nhiên đẩy trách nhiệm em mua món này vậy? 12 phần. Em không ăn là tôi ăn. Thôi vậy cho em miếng chim su để bùng vị đi. Ok, hay quá em ơi. 6, 8, 10. Được, nó như một miếng sườn cơm tấm thôi. Trời ơi, ngáo quá, lần đầu tiên em ăn miếng mỡ bự vậy luôn á. Nạt nè. Được em ơi, được. Hay quá Hiếu ơi. Tốc độ lên. Tốc độ luôn đi, ra tốc độ lên. Nuốt quá rồi. Chuẩn bị cho em đi. Vô cơm tấm đồ vô em ơi. Rồi lại một miếng mỡ nhất cho anh Tuấn. Ok mỡ. Đây miếng này full mỡ nè. Không được, phải ăn từng cái. Chuyện ta anh ơi, tụi anh sao anh mắc cười, anh lớn cho anh chân gian quá anh ta, anh Tuấn ơi. Anh ấy. Mỡ. Này mỡ anh. Cái này mỡ nè. Đó. Rồi, ăn lẹ đi học rồi con. Lẹ ba chở đi học. Má thương. Wow, quá trời. Nó mới được chơi con nè. Wow, con ơi, ba nè. Hù cút thế. Trời, thằng bé nó ói kìa. Lẹ con ơi. Ông này, để con ăn từ từ. Ok, đúng rồi. Cái miệng bự giống mẹ nó nè ha. Nhiêu đây mỡ là nó bằng, nó hơn cái khối lượng mỡ mà em đã từng ăn trong cuộc đời em luôn. Không thiệt, trong cuộc đời em luôn. Em không ăn mỡ bây giờ. Em không ăn mỡ bây giờ luôn. Ráng đi ăn, ráng đi. Ráng đi. Kiểu này là em ăn xong là về nhà mẹ em là nấu mỡ không? Nói là bắt đầu mày biết ăn rồi. Rung tay luôn. Được em ơi, nuốt vô. Thật ra bạn gái Hiếu tên là Huệ đó mọi người. Được. Không phải đâu anh ạ, tên là Lua. Trời ơi. Bắn cái não không nhỏ. Trời ơi, mẹ lộn con. Mẹ bắn cái cổ cái nút dễ nha. Mẹ ghẻ. Ăn đi. Trời ơi, hết luôn kìa. Không cần nhai đi, anh bắn cho nó tự tan. Bắn tự tan. Bắn tự tan. Răng mở đúng không? Đúng rồi, em phụ qua bên đây đi. Phụ qua bên. Wow. Im lặng. Rồi. Báo cáo lại cho Hiếu thứ hai ạ. Yeah. Chú Sáu ơi, còn miếng cuối cùng của chú. Đúng. Lẹ đi.